Từ đầu năm, giá xăng đã 5 lần tăng với mức tăng tổng cộng 2.333 đồng một lít với xăng E5 và 2.567 đồng một lít với xăng RON95. Trong khi đó, thì giá xăng chỉ giảm một lần là 45-76 đồng một lít. Giá xăng đã qua 7 kỳ điều hành, trong đó chỉ duy nhất một lần giữ nguyên, một lần giảm giá, còn lại là có tới 5 lần tăng với mức tăng rất mạnh. Tính tổng 5 lần tăng giá, giá xăng E5 đã tăng tổng cộng 2.333 đồng một lít, xăng RON95 tăng 2.567 đồng một lít. Còn một lần giảm giá thì giá xăng E5 cũng chỉ giảm 45 đồng, còn xăng RON95 giảm 76 đồng. Nếu tính từ 3 kỳ tăng giá xăng dầu liên tiếp vào cuối năm 2020, thì giá xăng E5 đã tăng một mạch, tổng cộng là 3.966 đồng một lít, xăng RON95 tăng tổng cộng 4.345 đồng một lít. Lý do khiến xăng dầu trong nước nhiều lúc không theo thị trường thế giới là do chu kỳ điều chỉnh giá 15 ngày một lần. Mới đây, Bộ Công Thương cũng đã tính đến việc điều chỉnh 10 ngày một lần. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, 11 và 21 hàng tháng. Đối với các kỳ điều hành trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của nhà nước, thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp sau ngày nghỉ, ngày lễ. Đối với kỳ điều hành trùng vào dịp Tết Nguyên đán, thời gian điều hành được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo. Các chuyên gia kinh tế cho rằng đơn giá xăng dầu và việc trích lập quỹ bình ổn là chưa hợp lý. Tuy nhiên, Bộ Công Thương vẫn khẳng định giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của nhà nước, phù hợp với diễn biến xăng dầu của thế giới và tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện những chiếc xe taxi dừng đỗ lộn xộn ngang nhiên đón trả khách trước cổng các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội gây ùn tắc giao thông nhiều tuyến đường vốn vẫn trở thành vấn đề gây nhiều nỗi bức xúc trong dư luận. Dù đã được cảnh báo và xử lý nhiều lần, tuy nhiên dường như tình trạng này vẫn không được dẹp bỏ. Và điều mà chúng ta có thể chứng kiến hàng ngày đó là trước cửa các bệnh viện trên nhiều tuyến đường của Hà Nội như Giải Phóng, Triệu Quốc Đạt luôn luôn rơi vào tình trạng ùn tắc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn và gây mất an ninh trật tự. Đây là tình trạng diễn ra hàng ngày, bất cứ lúc nào trước cổng bệnh viện Bạch Mai. Hoạt động dừng đón trả khách của taxi ngang nhiên diễn ra bất chấp quy định. Dù trước cổng bệnh viện này, xe cấp cứu ra vào thường xuyên, số người đến thăm khám đông, nhưng những chiếc xe taxi vẫn dàn hàng 2, hàng 3. Nội dung tấm biển này đối với những tài xế taxi gần như đã bị vô hiệu hóa. Có nghĩa là nó đậu như vậy là nó tức là cản trở giao thông nhiều lắm, lúc đông nghịt. Nên đây là cái ảnh hưởng, là chắc chắn là ảnh hưởng nhiều. Các giờ cao điểm là ùn tắc nhiều, nhất là cổng huyện Bạch Mai là rất là nhiều. Nếu mà taxi dừng đỗ đón khách ở cổng bệnh viện như thế thì cái khâu thẩm mỹ quan thì nói chung là nó không được đẹp, ảnh hưởng giao thông là nấn ra lòng đường như kia, mà xe lại đường một chiều cho nên là nó hơi chật, cho nên nó cũng bị ách tắc giao thông. Nhiều lúc cái giờ cao điểm góc cua đỗ nào đi lại là khó khăn. Theo ý kiến tôi thì đề nghị thanh tra giao thông tăng cường kiểm soát để cho tránh đỗ hai bên đường, nó đi lại cho nó thông thoáng. Trước đây, một số chuyên gia giao thông cho rằng việc xuất hiện taxi tại các cổng bệnh viện là cần thiết để đáp ứng nhu cầu đi lại của các bệnh nhân, người nhà và khách đến thăm nom. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các điểm dừng đỗ taxi, nhất là gần khu vực các bệnh viện lớn, sao cho khoa học, thuận tiện. Từ đó, góp phần hạn chế xe taxi phải di chuyển liên tục hoặc cố tình dừng đỗ gây ùn tắc giao thông. Tổ chức vận tải nói chung và vấn đề quản lý vận tải của taxi nói riêng, thì đây là bài toán các cơ quan nhà nước và các cơ sở mà có dịch vụ liên quan đến cái hoạt động này thì cần phải có những cái giải pháp cụ thể để chúng ta làm thế nào để có thể phục vụ tốt cho nhân dân đi lại và cũng là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cạnh tranh nhau một cách bình đẳng. Số bệnh viện có được lối đi riêng cho taxi và bệnh viện đưa đón trả khách là không nhiều, trong khi nhu cầu thực tế thì quá cao. Vì vậy, tình trạng tập trung taxi trước các cổng bệnh viện vẫn diễn ra, mặc dù có rất nhiều đợt ra quân xử phạt của các cơ quan chức năng. Cứ khi các lực lượng chức năng không có mặt thì mọi việc tập trung dừng đỗ đón trả khách lại tái diễn. 27/4. Vào những giờ cao điểm thì các lưu lượng phương tiện taxi thường xuyên tập trung lợi dụng giờ cao điểm đông người dừng đỗ xe sai quy định để đón trả khách trước cái cổng bệnh viện.
Nên lực lượng chức năng thì thường xuyên cũng phải tuần tra lưu động, xử lý theo đúng quy định và báo cáo ban chỉ đội và để tập hợp báo cáo ban trưởng phòng. Việc quy hoạch các điểm dừng đỗ xe đón trả khách tại các bệnh viện là giải pháp lâu dài. Tuy nhiên, trước mắt, các bệnh viện cần phối hợp với các cơ quan chức năng bố trí lối ra vào bệnh viện cho xe taxi đón trả khách một cách hợp lý. Qua đó, tạo điều kiện cho xe taxi hoạt động cũng như đáp ứng nhu cầu của hành khách. Trước những thông tin từ báo chí Hàn Quốc về việc Lotte tại Việt Nam đang trong quá trình đóng cửa vì đã không tạo ra bất kỳ lợi nhuận nào cho Lotte trong năm ngoái, ngày hôm nay, 18 tháng 4, đại diện Lotteria Việt Nam đã lên tiếng về thông tin này. Theo đó, đại diện Lotteria Việt Nam cho rằng thông tin chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh này sẽ đóng cửa ở Việt Nam là không đúng và đang có cách hiểu chưa chính xác trong thông tin từ báo chí Hàn Quốc. Hiện nay, hoạt động kinh doanh của Lotteria Việt Nam vẫn đang diễn ra bình thường và các kế hoạch mở rộng kinh doanh đang được thực hiện. Dự kiến thời gian tới, công ty sẽ đầu tư một nhà máy ở khu công nghiệp Long Hậu, Long An và sẽ mở 10 cửa hàng trong năm 2021. Từ những chương trình kích cầu hấp dẫn mà thành phố Đà Nẵng đang áp dụng đã ghi nhận tín hiệu tích cực hơn so với trước. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp đến, dự kiến sẽ có một lượng lớn du khách sẽ chọn Đà Nẵng là điểm đến. Du khách đổ đến Đà Nẵng để nghỉ dưỡng trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, nên các khách sạn có nguy cơ sẽ cháy phòng, điều chưa từng có trong hơn một năm qua. Đến thời điểm này, khoảng 80% số phòng của khách sạn đã có khách đặt dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đây là tín hiệu rất tích cực. Còn theo đại diện công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, sau hàng loạt chương trình kích cầu, khách đến du lịch cũng đã tăng trở lại. Cụ thể, giai đoạn từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, ghi nhận gần 10.000 lượt khách. Dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, khách đến Đà Nẵng còn tăng. Với đà này, nếu dịch bệnh được kiểm soát tốt, không ghi nhận các ca mắc, thì mùa cao điểm du lịch hè năm nay, lượng khách nội địa đến với Đà Nẵng dự kiến sẽ tăng trưởng cao hơn năm 2019 và 2020. Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Trung Đoàn Hưng cho hay, thời gian qua các chuyến bay đến với Đà Nẵng tăng lên nhiều, mỗi ngày có khoảng 160 chuyến bay đi và đến thành phố. Trong dịp nghỉ lễ sắp tới, các hãng hàng không trong nước đang lên kế hoạch tăng thêm chuyến để phục vụ hành khách. Theo thống kê của một số tổ chức nghiên cứu bất động sản, giá đất thời gian qua tăng nhanh chóng mặt tại nhiều thị trường. Mức giá tăng phổ biến từ 10 đến 30%. Một số nơi tăng 2 đến 3 lần trong một thời gian ngắn. Lãnh đạo Bộ Xây dựng vừa lên tiếng đưa ra một loạt những giải pháp trước tình trạng này. Theo đó, thì giải pháp tiếp theo được lãnh đạo Bộ Xây dựng đưa ra đó là tiếp tục tổ chức công bố công khai thông tin về quy hoạch tiến độ triển khai các dự án để minh bạch thông tin, ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn thổi đầu cơ để đẩy giá trục lợi một số dự án đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Tiếp đến là có biện pháp chặt chẽ không để tình trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chia tách phân lô đất bán nền tại một số khu vực chưa được phép đầu tư. Đồng thời phải quản lý và kiểm soát việc mua đi bán lại các giao dịch bất động sản trao tay nhiều lần, nhằm kiểm soát tốt hơn việc tăng giá đất, nhất là thông qua biện pháp quản lý thật tốt các tổ chức cá nhân trong giao dịch môi giới kinh doanh bất động sản. Trong vòng 4 ngày, mỗi tấn thép sản xuất trong nước tăng hơn 700.000 đồng và hiện đắt thêm gần 2 triệu đồng so với đầu tháng 3. Cụ thể, hiện thép cuộn D6, D8, CB240 của Hòa Phát đang ở mức 15,89 triệu đồng một tấn. Thép cây vằn D10, CB300 là 16,08 triệu đồng một tấn. Các mức giá này tăng 300.000 đến 310.000 đồng một tấn so với đầu tuần này. Tuy nhiên, trong thông báo mới gửi các đại lý khách hàng, thép Hòa Phát cho biết do giá phôi thép nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, giá thép cây và cuộn xây dựng sẽ tăng thêm 400.000 đồng mỗi tấn tại thị trường miền Bắc. Tại miền Nam, ngày 17 tháng 4, giá thép cuộn D6, D8, CB240 đã vượt 17 triệu đồng một tấn. Trong khi đó, nếu so với đầu tháng 3, mỗi tấn thép trong nước hiện đã đắt thêm gần 2 triệu đồng một tấn và tăng khoảng 4 triệu so với cùng thời điểm năm ngoái. Giá thép liên tục leo thang thời gian vừa qua khiến cho nhiều doanh nghiệp sử dụng thép để sản xuất và nhà thầu xây dựng cũng gặp nhiều khó khăn. Trước nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tăng cao trong thời gian gần đây, nhiều điểm tập kết vật liệu xây dựng dù không được cấp phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động tại xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Đặc biệt, xe trọng tải lớn liên tục ra vào mà không bị kiểm soát. Nghiêm trọng hơn cả đó là hành vi đổ đất, san lấp lòng sông và xây trạm trộn bê tông không phép đã gây bức xúc trong dư luận. Khu vực ngã ba sông Công, sông Cầu thuộc địa bàn xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
thời gian gần đây đã trở thành điểm tập kết vật liệu xây dựng để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Mỗi ngày có hàng chục lượt xe trọng tải lớn vô tư ra vào mà không gặp bất cứ một sự kiểm soát nào từ phía các cơ quan chức năng. Điều đáng nói, tất cả những bến bãi này đều không được cấp phép hoạt động. Huyện thì không cấp phép, không cho đơn vị nào là được chứa chất vật liệu. Nhưng mà do nhu cầu cuộc sống thì là các hộ dân vẫn cố tình, mà mặc dù cử tri nhân dân cũng kiến nghị mà huyện cũng đã chỉ đạo rất quyết liệt, vì cái chỗ đấy là cái huyết mạch chính, cái đường là giáp danh cái cầu Vát sang Hiệp Hòa Bắc Giang, cho nên xe cơ giới đi lại liên tỉnh cũng rất nhiều, cộng với cái nhu cầu về hoạt động đầu tư xây dựng của các khu công nghiệp Samsung của bên Thái Nguyên, rồi các khu là công nghiệp ở bên Hợp Thịnh Bắc Giang, cho nên là cái hoạt động này thì nó diễn ra hết sức phức tạp, mà huyện cũng đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng để tập trung xử lý. Cũng tại khu vực này, dù không được cấp phép, nhưng công ty Thăng Long đã ngang nhiên dựng trạm trộn bê tông để sản xuất ống cống, bán cho các doanh nghiệp xây dựng. Nghiêm trọng hơn, đơn vị này đã đổ đất lấn ra sông, chiếm hàng trăm mét, khiến dòng chảy khu vực này bị thu hẹp. Sai phạm của doanh nghiệp diễn ra trong một thời gian dài, nhưng chính quyền địa phương lại chỉ mới phát hiện khi báo chí phản ánh. Công ty thì không phải, như anh em cũng đã bàn với nhau là mua một số xe đất để đổ cho kín cái vị trí cái bãi bồi lên để đảm bảo cái đất canh tác của địa phương. Như sau khi báo phản hồi, chúng tôi đã lên và cũng yêu cầu là anh em gia đình ông Hiếu là đang trực tiếp là phải san và trả lại nguyên trạng, khỏi ảnh hưởng đến cái dòng chảy. Còn hiện hữu thì dựng cái trạm bê tông, trạm trộn bê tông to thì không có, nhưng có một cái trạm trộn nhỏ với mục đích là chỉ trạm trộn là để đúc một số cống đó tại chỗ để phục vụ cho dân sinh trong công tác xây dựng nông thôn mới. Cũng theo ông Thu, việc xử lý dứt điểm bến bãi không phép là vô cùng khó khăn, khi mà Hà Nội không cho phép khai thác cát sỏi và lập bến bãi tại khu vực này, thì hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang lại cấp phép cho hàng chục mỏ cát. Do đó, trước mắt, Ủy ban Nhân dân huyện Sóc Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính, yêu cầu công ty Thăng Long hoàn trả nguyên trạng phần đất lấn chiếm lòng sông, đồng thời sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân để xảy ra sai phạm. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Dòng chảy cuộc sống ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Tình trạng khai thác và quản lý khoáng sản tại một số địa phương đang diễn ra lộn xộn. Nhiều đơn vị tư nhân lén lút khai thác bất chấp quy định. Chính quyền địa phương nói gì về hoạt động này? Đây sẽ là nội dung được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong bản tin Dòng chảy cuộc sống tiếp theo.